Dung Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu sản xuất năm 2012 màu trắng sứ. Hyundai Santa Fe 2012 máy dầu hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô của Hải Dương với giá là 785 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2012 nhập khẩu. Xe có màu trắng sứ như quý vị nhìn thấy đây. Với chiếc xe này thì quý vị thứ nhất là về đời thì là đời nhập khẩu nguyên chiếc năm 2012, máy dầu. Xe có màu trắng sứ, xe thì rất đẹp. Về cái ngoại thất thì quý vị có thể nhìn thấy là xe được trang bị xi nhan trên gương, 4 la răng đúc, 4 phanh ABS, đèn bi xe lông siêu sáng mắt nước. Cái lên đến đời này thì đã được trang bị mắt liếc rồi quý vị nhé. Thế còn tiếp theo là quý vị xem nốt thân vỏ, sau đó thì mình sẽ quay về nội thất cũng như là cấu tạo những cái chức năng kèm theo xe. Hyundai Santa Fe bản CRDi máy dầu. Lên đời này thì nó lên đời form mới rồi, form rất đẹp luôn. Đây là nội thất của chiếc xe, quý vị có thể nhìn thấy đây ạ. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 785 triệu đồng tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, số điện thoại 0855 966 966. Về cái đây xi nhan trên gương đây, về chìa khóa thông minh đây, chìa khóa thông minh đây. Về cái trang thiết bị thì xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện tự động, ghế chỉnh điện. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc năm 2012, tem nhập khẩu đây. Xe được trang bị cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, đổ dốc điện tử, vô lăng tích hợp bàn phím, để start top. Điều hòa tự động, màn hình DVD. Điều hòa 3 vùng. 3 vùng điều hòa, đây là một vùng điều hòa và một vùng nữa là ở đằng sau này. Đây là 3 vùng điều hòa. Quý vị có thể nhìn thấy táp ly táp lô rất đẹp. Đây màn hình DVD rồi, để start top. 3 vùng điều hòa, máy dầu. Xe đi rất tiết kiệm nhiên liệu. Bây giờ quý vị hãy cùng với mình kiểm tra về các cái thông số kỹ thuật của xe. Đây, đây là 7 chỗ ngồi. Xe 7 chỗ thì đây là cái đây là cái mặt bọc táp lô. Bọc táp lô rất đẹp. 3 vùng điều hòa đấy. Thì bây giờ về đầu tiên, về chỉ cánh bên phụ. Thì quý vị có thể nhìn thấy đây. Chỉ cánh bên phụ. Đây quý vị con cùng với mình kiểm tra luôn chỉ cánh bên phụ nhé. Đây ạ. Còn nguyên zin không mất phân chỉ nào. Chỉ cánh đằng sau bên phụ đây. Còn nguyên ạ. Không mất một phân chỉ nào luôn. Đây. Về phần đinh tán ở phía bên phụ đây. Đinh tán vào phần keo. Còn nguyên đây, keo và đinh tán. Về phần bên lái cũng vậy. Đây, đinh tán đây và phần keo đây còn nguyên. Chỉ cabo thì cốp đít thì chưa mở ốc nhá. Cốp đít chưa mở. Chỉ còn nguyên. Đây, chỉ còn nguyên. Chỉ còn nguyên luôn. Đây là chỉ cánh đằng sau bên lái. Chỉ cánh sau bên lái đây ạ. Còn nguyên quý vị nhé. Chỉ cánh sau bên lái không mất phân chỉ nào. Chỉ cánh lái đây. Đây là chỉ cánh lái đây. Cũng còn nguyên, không mất phân chỉ nào cả.
đây chỉ còn nguyên. Bây giờ quý vị cùng với mình, đây ghế còn ra nguyên bản quý vị nhé, ghế ra nguyên bản. Bây giờ quý vị cùng với mình kiểm tra cái về phần đầu xe cũng như là cái khoang máy. Hôm nay thời tiết ở đây thì vừa mưa to xong cho nên là nó cũng hơi ướt. Xe thì còn nguyên vết bụi của thời gian, quý vị có thể nhìn thấy xe còn nguyên vết bụi thời gian. Về phần má, đây đây là u giảm sóc, đinh tán còn nguyên, cabo chưa mở, ốc cabo chưa mở đấy, ốc cabo còn nguyên. Nghe anh cái điện thoại em ơi. Đinh tán của u giảm sóc lên còn nguyên. Máy zin chưa mở quý vị nhé, ốc chưa hạ máy, máy zin và chỉ có nguyên gọi là máy zin từng con ốc. Xe chỉ có vết bụi của thời gian thôi, xe chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Và hiện nay đang được chào bán với giá là 785 triệu đồng tại Dung Audi ô tô Hải Dương. Thì vì là hôm nay là thời tiết mưa cho nên là xe bây giờ đỗ kín, đỗ kín, quý vị có thể nhìn thấy xe đỗ kín không có đường ra luôn. Xe nhà mình hiện nay đang đỗ kín, đỗ kín này, không có đường ra, không có đường ra, nên là quý vị thông cảm là mình sẽ không chạy thử nữa, bởi vì là đường đông quá, đường bị tắc đường rồi, kẹt xe rồi, không có đường ra nữa. Có được một cổng này ra với cả cổng này ra thì bây giờ dồn đến mất 6-7 cái xe mới ra để chạy thử được, thì quý vị thông cảm. Ngày hôm nay Dung Audi chỉ quay giới thiệu cho quý vị như vậy thôi, chứ không có bỏ qua cái chạy thử, thì quý vị thông cảm. Chiếc xe này xin nhắc lại với quý vị, đây là chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2012, số tự động, máy dầu, nhập khẩu nguyên chiếc năm 2012, 7 chỗ ngồi, 3 vùng điều hòa, trang bị cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, đổ dốc điện tử, gương kính chỉnh điện, cụp điện tự động, vô lăng tích hợp bàn phím, màn hình DVD. Và hiện nay đang được chào bán với giá là 785 triệu đồng, 785 triệu đồng quý vị nhé. Vâng. Bây giờ mình sẽ, hôm ngày hôm nay mình trời mưa mà tắc đường cho nên mình sẽ không chạy thử, quý vị thông cảm nhé. Quý vị hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với cả Dung Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Đấy, máy nổ rất êm quý vị nhé, máy dầu nhưng nổ rất êm luôn, máy dầu nhưng nổ rất êm. Và hiện nay đồng hồ công tơ mét hiện nay đang hiển thị là 9 vạn tư quý vị nhé, 9 vạn tư. Xe chạy 9 vạn tư, sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2012, xe chạy 9 vạn tư. Giá chào bán là 785 triệu đồng, quý vị liên hệ trực tiếp Dung Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.